thì bà con nông dân chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm và đã xử lý rất là thành công. Điển hình như là cái trường hợp của nông dân ở trong phóng sự đó là chúng ta có giữ cỏ. Tuy nhiên thì biện pháp này chỉ là một trong những giải pháp thôi, chứ còn cái giải pháp mà để mà nó gọi là để đảm bảo được cho cái hạn chế được cỏ dại và lũ cỏ đó, thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều biện pháp, trong đó bao gồm là chúng ta cần phải là hạn chế cái cỏ nó ở xuất hiện ở trên đồng ruộng, có nghĩa là chúng ta phải diệt trừ sớm ngay từ đầu, không để cho nó có thành hạt rồi nó rụng trở lại, rồi sau đó thì chúng ta lại chịu rất là nhiều tốn nhiều công để mà chúng ta diệt nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể ngăn chặn từ cái việc mà chúng ta chọn những cái giống giống cấp xác nhận chẳng hạn, hoặc là giống sạch hạt cỏ dại, và chúng ta ngăn cản cái dòng nước mà từ bên ngoài đó, nó chảy vào, cũng có thể là nó mang cái hạt cỏ từ kênh mương nó đem lên trên đồng ruộng của chúng ta. Và cái biện pháp mà chúng ta làm rất kỹ vệ sinh đồng ruộng đó, chúng ta diệt hết cái cỏ cày xới và chúng ta giữ cho nó cỏ dại nó mọc lên rồi chúng ta diệt, thì cũng là một cái giải pháp. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta giữ cỏ nó mọc lên rồi chúng ta diệt đó, thì sau đó thì chúng ta phải làm đất lại, và việc làm đất thì chúng ta vô tình là chúng ta lại trở cái mặt đất ở dưới bên dưới lên trên, thì nếu những vụ trước mà có cỏ nhiều đó thì cũng có những hạt cỏ sẽ còn lại tiếp tục nó sẽ mọc lên, và trong cái điều kiện nắng nóng hè thu thì nó lại tiếp tục phát triển như là cái phần đầu chúng tôi đã nói. Do đó là trong cái biện pháp mà quản lý cỏ dại và cái nhất là lũ cỏ thì bà con nông dân chúng ta cần phải áp dụng những cái giải pháp tổng hợp và lưu ý hai vấn đề quan trọng. Cái thứ nhất là phải làm đất cho thật là bằng phẳng, cái điều kiện ruộng ta mà nó bằng chừng nào thì cái việc quản lý cỏ chúng ta dễ chừng nấy. Cái thứ hai là cái ruộng cần phải chủ động nước, có nghĩa là chúng ta muốn có nước là phải đưa nước vào liền, còn muốn tháo ra thì chúng ta tháo ra ngay, thì có như thế chúng ta mới quản lý được cái cỏ dại và lũ cỏ tốt hơn. Một số ý trao đổi với bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm. Qua những chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm, chúng ta thấy là cần phải áp dụng đồng bộ nhiều cái giải pháp khác nhau mới quản lý lũ cỏ và cỏ dại một cách có hiệu quả được. Nhân đây Thúy Hằng xin hỏi thêm đối với nông dân Nguyễn Đức Thắng là việc mà sử dụng thuốc trừ cỏ như thế nào để mà quản lý cỏ dại cũng như là lũ cỏ trên đồng ruộng của mình sẽ sử dụng như thế nào nếu mình gặp phải trường hợp như vậy? Theo theo mà điều kiện mà nắng nóng á, theo như tôi á thì trước mắt á thì mình trước tiên á thì mình phải bơi, mình muốn làm xà lúa thì mình phải bơi rồi mình trục mình chạc cho nó bằng, rồi sau đó mình xả lúa khoảng 2 ngày thì mình rút nước ra, thì lúc đó là mình mới can thiệp vô bằng thuốc hóa học, thì lúc đó thì mình mua viên đúc ở công ty Tân Thành thì mình xịt vô, mình chụp vô rồi thì khoảng 7 bước xả sau thì mình cho nước vào. Nếu mà chỗ nào mà còn gò mà mình ta chủ động nước không được á thì mình bắt buộc khoảng 12 ngày thì mình phải xịt lại cái chỗ gò đó là bằng thuốc bút. Thì theo kinh nghiệm của tôi như vậy đó, thì mấy năm nay tôi quản lý cỏ dại rất là tốt. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của nông dân Nguyễn Đức Thắng. Cũng có một nông dân tên là Nguyễn Hữu Lộc có câu hỏi như thế này: phun thuốc viên đúc lần 1 sau khi làm đất đất còn ướt, phun lần 2 sau xạ 1 ngày có hạn chế được cỏ dại và lũ cỏ hay không? Kết hợp với phần nhận xét của vị nông dân vừa rồi thì chúng tôi xin mời thạc sĩ Trần Thị Bích Trân trả lời chung luôn ạ. Kính chào anh Lộc. Thực ra phun 1 lần hay 2 lần, điều quan trọng và mấu chốt nhất vẫn là cái ruộng của chúng ta, mà cái phần quan trọng nhất đó là chúng ta đã làm đất và cái thời điểm chúng ta xử lý là nó hợp lý chưa. Ví dụ như là anh nói là lần trước là phun xong rồi mới làm đất, rồi đất còn ẩm thì bắt đầu phun lại lần hai nữa, thì có lẽ là cái phần đó là cái phần mà anh trừ hao để mà những cái phần lần một mình phun á mà nó còn sót lại thì lần hai. Nhưng thực ra chỉ cần 1 lần phun, nếu mà chúng ta chuẩn bị được mặt đất bằng phẳng và cái thời điểm đó là chúng ta phun trước khi mà chúng ta xả thì rất là tốt. Nếu mà phun được trước khi xả thì rất là tốt, hoặc là sau khi chúng ta xả nhưng mà khoảng 1 ngày, trễ lắm là 2 ngày thôi. Bởi vì thời điểm này khi chúng ta phun xuống thì thứ nhất là cái thuốc cỏ Vinh Đúc như anh đề cập là thuốc cỏ tiền nảy mầm, lúc đó cái hạt cỏ nó chưa có mọc mầm, do đó mà diệt được cái cỏ cũng như là lũ cỏ. Còn sau đó mà khi mà hạt lúa mà đã có mầm và rễ rồi, mà nếu chúng ta xả xuống 1 2 ngày 3 ngày như trên nhãn khuyến cáo thì lúc đó chúng ta phun xử lý, thì có thể là trên ruộng những cái lúa cỏ cũng đã nảy mầm. Như vậy thì vô tình cái lúa cỏ nó cũng có cái tính chất như là cái cây lúa, do đó mà nó cũng sẽ không có hiệu quả. Nói tóm lại là anh có thể xử lý 1 lần, không cần 2 lần,
Nhưng mà quan trọng hơn hết đó là đất bằng phẳng và phun trước xạ một ngày để đạt được hiệu quả cao nhất đối với cái đất mà anh đang sử dụng. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, cũng như hồi đầu chương trình chúng tôi cũng đã có thông tin đó là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai lần quay số may mắn, trúng thưởng may mắn dành cho bà con. Và bây giờ sẽ là lần thứ nhất, chúng tôi xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ cho quay số để xem vị khán giả nào may mắn nhận được cái phần quà đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Tôi xin chúc mừng khán giả tên là Trần Xuân Lạc đã trúng thưởng, là vị khán giả đầu tiên trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Xin lưu ý là vị khán giả này hãy luôn luôn giữ cái số máy điện thoại mà mình đã gọi về cho chương trình để cho ban biên tập chương trình liên lạc được trở lại và trao quà cho khán giả. Còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục chương trình bằng việc trả lời những câu hỏi của bà con qua đường điện thoại. Có một khán giả tên là Tăng Kim ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có gửi câu hỏi về như thế này. Vụ thu đông nhiều mưa bão, vi khuẩn lan truyền bộc phát mạnh. Vụ đông xuân thì không mưa trời nắng nhưng lúa vẫn bị nhiễm khuẩn, dạy khuẩn lan truyền từ đâu? Vấn đề này chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm trả lời cho khán giả Tăng Kim. Dạ, xin chào anh Tăng Kim. Thì đúng như anh nói là vụ thu đông thì mưa bão nhiều thì cái bệnh vi khuẩn thì nó dễ xâm nhiễm và gây hại. Còn vụ đông xuân thì mặc dầu là nó mưa ít hơn, mà nó mưa ở đầu vụ. Có thể là chúng ta thời điểm chúng ta xuống giống khoảng một tháng đầu thì nó còn trong mùa mưa. Nhưng mà bắt đầu qua tháng thứ hai trở đi thì có thể là mưa nó ít. Nhưng mà ở vụ đông xuân đó thì cái lượng nước nó lại cao. Và vi khuẩn thì như anh biết là nó lây lan qua cái nguồn nước là chính. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta tạo được cái vết thương trên cây lúa, hoặc là chúng ta sử dụng một số giống nhiễm, chẳng hạn như chúng ta sử dụng các cái giống lúa thơm đó, thì đây là những giống dễ mẫn cảm đối với cái bệnh vi khuẩn. Cho nên mặc dầu là cái nó không có mưa, không có bão, nhưng mà cái điều kiện về thời tiết và cái nhất là cái giống tam nhiễm thì với cái mật số mà của vi khuẩn hiện nay thì nó có hiện sẵn ở trong cái nguồn nước của chúng ta thì nó vẫn gây hại và nó có thể gây hại cho cái ruộng lúa chúng ta, chứ không phải là ở cái điều kiện mùa khô là nó lại không gây hại như anh nghĩ. Và nhất là trên cái giống lúa thơm thì nó sẽ bị nặng hơn so với những cái giống lúa khác. Đó là một số ý trao đổi bên kia. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm. Phía nông dân có hỏi gì thêm không ạ? Thuốc nào mà diệt vi khuẩn mà bằng thuốc hột mà gãy với nước không? Chứ hiện giờ thì tôi thấy là chỉ có thuốc phun không. Nếu như vậy là gãy thuốc hạt với nước thì vậy có hiệu quả không? Tôi nghĩ là chắc có lẽ là cao hơn vì nó từ dưới rễ lên nổi hấp cho cây. Một cái câu hỏi đặt ra của anh Công rất là hay. Và tôi nghĩ là các cái nhà sản xuất thuốc thì chắc có lẽ nên nghe cái câu hỏi của anh Công này để mà sản xuất, mà tuy nhiên thì hơi khó. Bởi vì cái lượng nước ở trên ruộng chúng ta biết là nó mênh mông, rất là bao la. Thành ra là khi mà cái ruộng mà muốn cho cái vi khuẩn mà xâm nhiễm trên được cái lá lúa đó, nó phải cao. Cái mực nước nó phải cao, nó mới xâm nhiễm. Mà nếu mà trường hợp mà chúng ta để cho cái ruộng mà nó cao như thế thì cái lượng thuốc người ta phun thì chắc không thể nào thấm. Do đó thì các nhà khoa học luôn khuyến cáo với nông dân chúng ta là chúng ta giữ điều chỉnh mực nước trên ruộng, đừng cho nó ngập sâu quá. Nhất là khi mà có vi khuẩn đó, gây hại đó, thì chúng ta tháo cạn nước ra. Vì nó có hai yếu tố nó trái ngược nhau, cho nên là có lẽ là các nhà sản xuất thuốc thì hiện nay người ta chưa sản xuất thuốc hột để mà trị vi khuẩn là như thế. Có khán giả tên là Nguyễn Thanh Tâm ở Long Hồ, Vĩnh Long cũng hỏi thạc sĩ Liêm như thế này nè. Theo lịch xuống giống của xã là từ 23 đến 27 tháng 3 thì có né được con rầy hay không? Dạ, xin chào anh Tâm. Thì đúng là cái lịch xuống giống này là chắc có lẽ là cũng đã căn cứ vào cái kế hoạch sản xuất vụ hè thu của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành. Thì tỉnh Vĩnh Long chúng ta sẽ khuyến cáo cho bà con nông dân xuống giống từ thời điểm khoảng từ 24-25 tháng 3 này, có nghĩa là đầu tháng 2 âm lịch. Thì có lẽ là sau khi chúng ta thu hoạch lúa đông xuân xong thì cái vấn đề đầu tiên là nhìn chuyên môn chúng tôi khuyến cáo là bà con nên cày ải phơi đất, tốt nhất là cày ải. Nhưng mà gần đây thì cái tình hình cày ải của bà con có vẻ như là nó hơi ít lại, bà con chủ yếu là xới là nhiều, do là bà con
muốn sản xuất 3 vụ lúa trên năm, cho nên là cái thời gian cày ải phơi đất thì nó lại rút ngắn. Còn cái lịch cái rầy bay vào đàn hiện nay đó, theo như chỗ chi cục bảo vệ thực vật báo cáo đó, thì rầy nó bay vào cái thời điểm đầu tháng, có nghĩa là từ ngày 1 cho đến cái ngày 14, 15. Như vậy thì nếu mà chúng ta xuống giống ngày 27, 23, 27 này đó, thì khoảng chừng 50 ngày sau là bắt đầu có rầy bay, thì chúng ta không né rầy được. Mà nếu muốn né rầy thì chúng ta trễ hơn một con nước, có nghĩa là chúng ta để qua khoảng ngày đầu tháng 4, có nghĩa là khoảng từ 5 tới 10 tháng 4 vậy đó, thì lúc đó đó là cái thời điểm mà rầy có thể bay, thì bà con có thể canh. Nếu mà rầy vào đàn xong thì chúng ta xuống giống, ví dụ như cả 10, 14, 10, 13, 14 tháng 4 gì đó chúng ta xuống giống thì có lẽ là nó sẽ né rầy được. Tuy nhiên có một cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn thông báo cho bà con là hiện nay mật số rầy nâu vào đàn rất thấp, cho nên cái việc mà chúng ta xuống giống né rầy thì nó cũng không có quan trọng ở cái thời điểm này. Hơn nữa thì cái chỉ số mà rầy mang mầm bệnh hiện nay đó thì theo chúng tôi thì hiện nay cũng không có lớn. Hiện nay tình hình rầy nâu mang bệnh virus mà truyền bệnh vàng lùn trắng lá thì nó tương đối là thấp, cho nên là tùy theo cái điều kiện canh tác ở từng vùng thì bà con cần có cái lịch xuống giống. Theo tôi nghĩ thì chúng ta nên bố trí làm sao đồng loạt tập trung thì càng tốt. Còn trường hợp mà nếu mà có áp lực về bệnh vàng lùn trắng lá hoặc là áp lực về rầy nâu ở vụ trước thì chúng ta mới chú trọng về cái lịch né rầy. Thì đó là một số thông tin trao đổi với anh Tâm và bà con. Dân xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Nhân Liêm. Kính thưa quý khán giả cùng bà con, với những tiến bộ của khoa học ngày nay đã chứng minh một điều rằng là muốn quản lý những cái đối tượng dịch hại trên ruộng lúa một cách bền vững thì chúng ta cần phải tạo được sự cân bằng trong hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ các cái loài có ích nhằm ngăn chặn sự bộc phát của những dịch hại. Vậy trong cái điều kiện nắng nóng thì diễn biến của các cái loài sinh vật ở trong đồng ruộng nó diễn ra như thế nào? Ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con một vài hình ảnh để chúng ta tìm hiểu thêm về vấn đề này. Vào mùa khô hạn, môi trường ruộng lúa là nơi lý tưởng cho các loài cò tìm mồi. Ngoài cá đồng, ếch nhái, những loài sâu ăn lá cũng là thức ăn ưa thích của chúng. Nguồn nước đầy dưỡng chất thu hút các loài muỗi đến đẻ trứng. Các loài bọ rùa không ngừng di chuyển tìm thức ăn dưới trời nắng nóng. Khi màn đêm buông xuống, nhiều loại bám chặt vào cây lúa để trú ẩn, phòng tránh kẻ thù. Trên tán lá lúa, nhện giăng tơ bắt đầu bủa lưới bắt mồi. Thức ăn ưa thích của chúng là muỗi, rầy và các loại bướm nhỏ. Dưới mặt đất, vô số ấu trùng của các loài muỗi nước sinh sôi nảy nở. Chúng là thức ăn ưa thích của các loài thủy sản. Sau một ngày vùi mình trong đất tránh cái nóng gay gắt, ốc bươu vàng chậm rãi di chuyển. Khi điều kiện bất thuận, ưu tiên hàng đầu của chúng là duy trì nòi giống. Trong bất cứ điều kiện nào, hễ có cây lúa là có dịch hại, kèm theo đó là các loài thiên địch. Những cuộc đấu tranh sinh tồn luôn diễn ra nhằm thiết lập quy luật cân bằng trong hệ sinh thái ruộng lúa. Vâng ạ, qua ghi nhận vừa rồi thì chúng tôi xin hỏi nông dân Nguyễn Hữu Công á, là theo chú thì những cái loài nào mà chú xem trong những hình ảnh vừa rồi được coi là những cái loài mà có lợi cho đồng ruộng của mình? Tôi vừa qua trong cái hình á, thì có nhiều loài. Dạ. Như là ong ký sinh, rồi bọ rùa, rồi nhện. Rồi trong đó thì tôi xin nói thêm cái nữa là theo tôi biết á, là trong cái nấm nữa, có một số loại nấm là rất là có lợi trong cái môi trường, cái hệ sinh thái. Nhưng mà về cái hệ sinh thái này tôi vừa qua thì tôi rất là chú trọng. Vì trong cái những cái mà giữ về thiên địch có lợi, nó giảm được cái chi phí mà được cái môi trường nó tốt,
Như vậy thì trong cái thời gian vừa qua mà tôi sản xuất mà trên cái lúa đó thì tôi rất chú trọng vệ sinh học, chẳng hạn như trong những cái thời vụ và cái thời điểm như thầy Quỳnh, thầy Kim vừa qua cũng nói, trong cái hệ sinh thái mình rất là giữ để cho nó cân bằng, để giảm cái chi phí cho mình, vừa có lợi sức khỏe cho mình mà vừa có lợi cho không có việc sinh địch. Như vừa qua là nói về cái nói về những cái như về những cái công trình có lại đó, thì như là cái con bò rùa rồi ông ký sinh, thì trong cái việc mà khi mà để mà sử dụng thuốc đó, khi mà có mật độ cao chẳng hạn như là sâu cuốn lá hay là gầy, thì tôi rất là chú trọng là sử dụng những loại thuốc mà nó sinh học, chẳng hạn như cái can, rồi cái những loại thuốc mà chỉ nấm á, thì cũng sử dụng về cái sinh học, chẳng hạn như vừa qua thì tôi sử dụng cái Jumica. Bởi vì theo trên thì tôi biết là có những cái loại thuốc chỉ nấm bệnh, chỉ được cái nấm rồi, nhưng có những loại nấm thì mình có lại cho mình để mình giữ lại. Như vừa qua thì tôi thấy như trên cánh đồng của tôi đó, chẳng hạn như là nấm xanh á, Metazum đó vẫn còn phát triển tốt để diệt gầy. Từ hồi năm 2006, 2007, những năm đó thì bị dịch vàng lùng vàng lá, rồi sau sử dụng thì thấy nó tốt. Chú có trồng hoa trên bờ ruộng luôn không? Trong cái vùng Sóc Trăng tôi thì chưa thấy. Tôi thấy chỉ tôi cũng còn rất là mong đó. Tính đợt này là xin thầy Quỳnh. Thấy thầy Quỳnh qua có làm mấy cái mô hình của Kiên Giang và Long An rồi tôi rất thích, tôi xem TV. Rồi, chuyến này gặp rồi thì hỏi luôn ha. Để mà trước khi nhờ thầy Quỳnh nhận xét cái phần mà trả lời của cái phần mà ý kiến của chú á, thì chúng tôi cũng có nhận được một câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Đinh Phong ở Trà Ôn, Vĩnh Long hỏi về và kèm theo hình ảnh như thế này. Ruộng lúa gần giáp tháng, đi thăm ruộng thấy có khá nhiều những cái loài này ở trong ruộng. Vậy xin hỏi các nhà khoa học đây là loài gì? Chúng có vai trò gì ở trong ruộng lúa? Dân xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Dạ, để trả lời cho anh Phong, không biết bà con mình có ai giúp tôi trả lời anh Phong không á? Bà con biết dạ, không? Rồi anh Tiễn, mời anh. Theo như trong hình cho thấy thì trong này có hai con. Một con là con bọ rùa, còn lại là con ông ký sinh. Con bọ rùa là con màu gì vậy? Con bọ rùa nó có màu cam, có cái đốm trên lưng, trên cánh. Rồi. Có lợi không anh? Hai con này đều có lợi hết. Ồ, dạ, cảm ơn quá. Cảm ơn quá. Không biết anh Phong thấy có đúng như là anh Tiễn mới vừa trình bày không? Có hai con, cái con tròn, màu đỏ ha. Thấy màu đỏ. Và trên đó nó có nhiều chấm đen, mà cái miệng nó nhai, cho nên rất tròn, mô cao lên, cho nên người ta gọi là bọ rùa. Có những con cũng tròn nha, nhưng mà nó không có mô cao lên, nên người ta không gọi bọ rùa đâu. Bởi vì bọ rùa là nó ăn những cái con này con kia, nhất là cái trứng của sâu cuốn lá ở trên cái phiến lá rất nhỏ khó thấy, nó tìm nó ăn rất là dễ, nó ăn những con nhỏ nhỏ khác, cho nên bọ rùa đó là người ta gọi là thiên địch, trời cũng phái xuống để mà trị mấy địch thủ của mấy sâu hại đó, là thiên địch, mà thiên địch bắt mồi, bởi vì nó bắt con kia nó ăn lớn bắt ăn, cho nên bọ rùa rất là có lợi. Mặc dù nó có thể ăn cái bông phấn sau khi mà cái bông thụ rồi nên ăn bông phấn chút xíu, nhưng mà lúc đó cái hạt phấn đã cái hạt lúa đã khép lại rồi, không có hại. Còn cái hình bên đây chúng ta thấy nó giống như là con ruồi ha, nhưng mà các bạn nhìn kỹ là nó có hai cái râu đưa nó trước rất là dài, cái mình của nó màu vàng. Thì nếu mà anh Phong cũng như là bà con chú ý trong ruộng lúa, khi nhất là khi mà cái lá lúa đang trổ thì những cái con ong này vàng nó bay là dưới đất dưới lúa như thế này, đó là con ong ký sinh, người ta gọi là con ong cự màu vàng. Con này nó sẽ tìm cái con sâu cuốn lá nhỏ lớn gì nó cũng có thể bắt ăn, hoặc là nó ký sinh. Nhiều khi nó ký sinh rồi á, nó khi đủ rồi nó bắt con nó ăn, nó lấy chất dinh dưỡng cho cái trứng nó phát triển rồi nó lại đẻ trứng nữa. Cho nên con ong ký sinh này rất có lợi, nó tấn công rất là nhiều cái loại sâu, ngay cả con sâu hồi nãy chúng ta trình bày cũng vậy, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rồi nhiều cái loại khác. Cho nên cả hai đều là thiên địch, một cái là bắt mồi lớn ăn bắt ăn, còn cái là nhỏ yếu cho nên nó không bắt được, nó dùng cái kim nó chích nó đẻ trứng lên trong con mồi. Cho nên thiên địch bắt mồi và thiên địch ký sinh là hai con này rất phổ biến trong đồng ruộng. Cảm ơn anh Phong.
Dạ, cho Thế Hằng hỏi thầy Quỳnh cái hôm trước á, Thế Hằng có nghe là một nhà khoa học cũng có nói á, là con ong ký sinh này á, khi mà nó ký sinh vô cái con dịch hại đó, con côn trùng mà có hại á, là ví dụ rầy nâu phải không, thay vì đẻ trứng ra là con rầy nâu, nhưng mà nó đẻ trứng không phải là rầy nâu mà nó đẻ ra con ong đó luôn phải không Dạ, bởi vì con rầy nâu nó đẻ cái trứng trong cái bẻ lá này, thấy rõ ràng đó. Nhưng mà khi nở là không phải rầy nâu mà là dạ con ong. mà là Nó ngâu tại vì cái con ong này là nó đẻ cái trứng trên cái trứng rầy nâu, dạ cho nên nó ăn hết trứng rầy nâu, cho nên khi ra đó là con ong do dạ ăn rầy nâu. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Trương Văn Vui ở Thới Lai, Cần Thơ hỏi như thế này: giống trước khi sạ đã trộn lá ti, khi đẻ nhánh có nên sử dụng lá ti nữa hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho anh Vui. Xin chào anh Vui. Việc anh đã xử lý giống bằng lá ti rồi mà đến lúc đẻ nhánh, cái mật độ sạ quyết định là anh có trộn, anh có cần phun xịt nữa hay không? Bởi vì nếu như mà mật độ sạ anh canh được là trên ruộng của anh cần là khoảng 800 chòi hay là 1.000 chòi để mà sau này hữu hiệu, chòi hữu hiệu còn lại là 700 đến 800 chòi để chúng ta đạt được tấn trên công đó ha, trong điều kiện lý tưởng thì chúng ta không cần phải phun thêm nữa. Nhưng nếu như mà mật độ sạ mà chúng ta sạ với mật độ khuyến cáo, có nghĩa là 10 đến 12 kg trên một công, và chúng ta cần mỗi một hạt lúa như vậy thì phải có được 3 chòi hữu hiệu, thì cái việc mà chúng ta xịt lá ti ở giai đoạn mà vừa búng cái chòi đó để nó có sức bật, nó phát triển đồng đều với chòi mẹ là rất cần thiết ở giai đoạn 12 đến 13 đến 15 ngày khi anh xử lý một lần phun xịt lá ti để mà đảm bảo cho cái chòi con bằng với chòi mẹ và phát triển đồng đều để có được cái chòi hữu hiệu. Dân xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả cùng bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức mạnh sinh học ngày hôm nay đã sắp hết. Và như chúng tôi cũng đã có hứa với bà con là chúng ta sẽ quay số trúng thưởng một lần nữa ạ. Bây giờ chúng tôi xin mời bộ phận kỹ thuật có thể là quay số xem là quý vị khán giả nào sẽ là khán giả tiếp theo may mắn nhận được phần quà của ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc mừng khán giả tên là Võ Thanh Phong. Chúng tôi cũng xin lưu ý vì khán giả này cũng hãy luôn luôn giữ cái số máy điện thoại của mình để cho ban biên tập chương trình liên lạc được trở lại và trao quà cho vị khán giả. Còn bây giờ, chương trình Sức mạnh sinh học kỳ thứ 42 với cái chủ đề là quản lý dịch hại trên cây lúa mùa nắng nóng của Đài Truyền hình Vĩnh Long sẽ được tạm dừng. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 43 phát hình ngày 28 tháng 3 năm 2015 với chủ đề Nhận dạng và xử lý các biểu hiện ngộ độc bộ rễ lúa. Một lần nữa chúng tôi xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến hai nhà khoa học, quý vị khách mời cũng như là quý bà con đã dành thời gian đến tham gia giao lưu chương trình. Cảm ơn công ty Tân Thành đã tài trợ cho chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.